Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình bao gồm các phần chính sau đây. 1. Bốn thời điểm uống mật ong thải độc gan, ngừa ung thư. 2. Năm biểu hiện ở bàn tay, tố cáo chức năng gan suy giảm. 3. Bốn loại thực phẩm rửa sạch ruột, cải thiện hệ tiêu hóa. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung đầu tiên. 1. Bốn thời điểm uống mật ong thải độc gan, ngừa ung thư. Mật ong được xem là một loại vàng lỏng, là thần dược chống ung thư. Thói quen uống mật ong chanh ấm từ lâu đã nổi tiếng vì nhiều công dụng. Thế nhưng, có những thời điểm trong ngày mà nếu uống sẽ giúp tăng gấp bội lợi ích của mật ong, thậm chí là thải sạch độc cho gan thận và chặn đứng cả chục bệnh ung thư. Cụ thể như sau. 1. Sáng sớm khi vừa ngủ dậy. Một cốc nước vào buổi sáng khi thức dậy. Đây là lời khuyên của bác sĩ dành cho mọi người. Nếu bạn thay cốc nước này bằng nước mật ong ấm, sẽ có tác dụng gấp đôi. Mật ong có tác dụng ôn dưỡng, đào thải độc tố cho gan, thận và đặc biệt tốt cho người có bệnh về dạ dày. Làm giảm các cơn đau vào buổi sáng khi đói bụng, nó sẽ rửa trôi mọi cặn bẩn trong hệ tiêu hóa, trả lại một cơ thể khỏe khoắn và trẻ trung. Bên cạnh đó, năng lượng mật ong cung cấp cho cơ thể cao gấp 5 lần sữa, lại không gây béo phì nên khi uống vào sáng sớm, không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo hơn mà còn giúp loại bỏ cảm giác đói bụng, mệt mỏi, nâng cao tinh thần. 2. Uống trước bữa ăn. Uống mật ong trước khi ăn cơm khoảng 30 phút có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, điều tiết axit dạ dày, giúp làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa các cơn đau dạ dày do dư thừa axit dạ dày gây ra. Đây là mẹo cực hay dành cho người bị đau dạ dày kinh niên hoặc muốn phòng ngừa ung thư dạ dày, đại tràng, tuyến tụy. 3. Uống sau bữa ăn. Với những người có hệ tiêu hóa kém hay bị đầy bụng, khó tiêu thì việc uống một cốc nước mật ong ấm sau khi ăn khoảng 1 đến 2 giờ sẽ rất có lợi cho điều tiết và hỗ trợ chức năng hệ tiêu hóa. Khi uống nước mật ong vào lúc này, chúng có tác dụng làm tăng nhu động ruột, dạ dày sẽ tiết nhiều axit hơn và khiến hệ tiêu hóa hoạt động có hiệu quả hơn, giúp đại tiểu tiện dễ hơn, bạn cũng thấy nhẹ bụng hơn nhiều. 4. Uống trước khi đi ngủ. Vào ban đêm, thận, gan, mật phải hoạt động nhiều hơn để đào thải độc tố và lọc máu cho cơ thể. Vì vậy, nếu bạn uống một cốc nước mật ong trước khi đi ngủ, sẽ giúp ích nhiều cho hoạt động thải độc này. Mật ong giúp gan sản xuất glucose, thúc đẩy giải phóng hormone đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn, cho cơ thể có trạng thái tốt nhất vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, hãy chú ý, uống trước khi ngủ khoảng 1 đến 2 giờ, đừng uống ngay trước khi đi ngủ, vì sẽ khiến bạn đi vệ sinh vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ quý giá. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 2. Năm biểu hiện ở bàn tay, tố cáo chức năng gan suy giảm. Có thể nói rằng, sức khỏe của gan có ảnh hưởng lớn đến quá trình thải độc của cơ thể con người. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thường chủ quan bỏ qua những biểu hiện tố cáo chức năng gan đang suy giảm. Năm biểu hiện sau đây ở bàn tay có thể tiết lộ sức khỏe của lá gan. Dấu hiệu thứ nhất, móng tay giòn, dễ bị vỡ. Móng tay được bao phủ bởi một lớp dày, nên chuyện bị gãy hay nứt móng thường ít xảy ra. Đặc biệt, móng tay có mối liên hệ mật thiết với chức năng gan của bạn. Nếu gan khỏe mạnh, phần móng sẽ được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo màu sắc hồng hào và độ cứng nhất định. Trái lại, khi sức khỏe của gan bị đe dọa, điển hình là nguy cơ mắc bệnh xơ gan, thì phần móng sẽ trở nên mỏng manh, dễ gãy hơn. Biểu hiện thứ hai, ngứa bàn tay.
Những người có gan kém sẽ bị ứ nước hoặc cảm giác nóng trong cơ thể, gây ngứa da. Ngoài ra, nếu chức năng gan không tốt, sự bài tiết của bilirubin sẽ bị ảnh hưởng, làm tăng hàm lượng bilirubin trong cơ thể. Từ đó, nó cũng gây nên hiện tượng ngứa ngáy da tay. Nếu bạn thấy rằng vùng da tay của mình lúc nào cũng bị ngứa, thì đó có thể là biểu hiện của sự tổn thương gan. Biểu hiện thứ ba, các ngón tay chuyển sang màu vàng. Nếu bạn là người hút thuốc trong thời gian dài, thì ngón tay giữa và ngón trỏ sẽ có nguy cơ chuyển sang màu vàng. Nguyên nhân là do bệnh xơ gan gây ra, từ đó dẫn đến hiện tượng vàng cục bộ trên các ngón tay. Biểu hiện thứ tư, nổi rõ gân xanh trên mu bàn tay. Nếu gan không thể lọc thải độc tố, thì quá trình lưu thông máu đến các tĩnh mạch cũng sẽ bị cản trở. Hậu quả là các đường gân xanh sẽ nổi rõ hơn trên mu bàn tay, khiến đôi tay của bạn trông gầy gò, thiếu sức sống hơn. Biểu hiện thứ năm, lòng bàn tay có ban đỏ. Lòng bàn tay có ban đỏ có thể là dấu hiệu của bệnh viêm gan, nhiễm mỡ hoặc bệnh xơ gan. Khoảng 1/4 số người mắc bệnh gan bị ban đỏ lòng bàn tay. Hiện tượng này xảy ra do các mạch máu nhỏ trên tay bị giãn ra và làm tăng lượng máu trong tay. Ban đỏ lòng bàn tay liên quan đến bệnh gan, thường tạo ra mảng đỏ xung quanh phần thịt của lòng bàn tay, bên dưới ngón tay cái và ngón tay út. Vết mảng đỏ thường đối xứng và có cảm giác hơi ấm, nhưng sẽ không đau hoặc ngứa. Nếu bạn ấn vào vết đỏ, da của bạn sẽ tái đi. Nếu nhận thấy lòng bàn tay của mình ngày càng đỏ hơn, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ về gan. Xin được chuyển sang nội dung cuối cùng. 3. Bốn loại thực phẩm rửa sạch ruột, cải thiện hệ tiêu hóa. Quý vị thân mến, nếu thường xuyên bị táo bón, tắc ruột, những thực phẩm sau đây chính là bậc thầy trong việc làm sạch ruột. Thứ nhất, hẹ. Hẹ mềm và nhiều nước và là thực phẩm giúp làm sạch ruột tự nhiên và tốt cho sức khỏe vì nó giàu chất xơ. Những chất xơ thô này không chỉ có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, làm cho phân miệng, giúp ngăn ngừa táo bón và ung thư ruột, mà còn cuốn các chất cặn bã trong đường tiêu hóa và bài tiết ra ngoài theo phân. Ngoài ra, hẹ là nguồn chất chứa flavonoid và lưu huỳnh tự nhiên, có thể ngăn chặn một số loại bệnh ung thư hiệu quả. Những chất này giúp chống lại các gốc tự do và ngăn chặn chúng phát triển. Vì vậy, ăn hẹ có thể phòng ung thư đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày. Thứ hai, mộc nhĩ. Mộc nhĩ mềm, mùi vị thơm ngon và điều quan trọng nhất là nó giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, thúc đẩy quá trình thải độc. Đồng thời, mộc nhĩ còn có chức năng đáng kể trong việc phân giải các dị vật nội sinh như sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang, có lợi cho việc thúc đẩy quá trình giảm và thải sỏi ra ngoài. Ngoài ra, mộc nhĩ còn có một ưu điểm khác là hàm lượng sắt cao, nó là trợ thủ đắc lực cho việc bổ sung sắt. Vì vậy, nó đặc biệt thích hợp cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt và những người ăn chay. Nhưng bạn cần đặc biệt chú ý, không nên ngâm mộc nhĩ quá lâu, nhất là khi trời nắng nóng. Nếu không, rất dễ sinh ra một loại vi khuẩn gây bệnh, nếu ăn phải sẽ rất nguy hiểm. Do đó, tốt nhất bạn nên ăn bao nhiêu thì ngâm bấy nhiêu. Khi ngâm mộc nhĩ, nên dùng nước lạnh, ngâm trong khoảng 1 đến 2 giờ, và nếu dùng nước nóng thì ngâm trong thời gian ngắn hơn. Thứ ba, thanh long. Thanh long không chỉ độc đáo về hương vị mà còn giàu vitamin, chất xơ hòa tan trong nước và albumin, thực vật mà hiếm loại trái cây nào có được. Nó còn là một trong những nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Ai cũng biết quả thanh long chứa rất nhiều hạt đen. Trên thực tế, hầu hết các loại hạt này đều là chất xơ mà đường ruột không thể tiêu hóa và hấp thụ được. Nhưng chúng lại kích thích nhu động ruột và thúc đẩy quá trình bài tiết các chất trong ruột nhanh hơn. Vì vậy, thanh long được mệnh danh là trái cây làm sạch đường ruột, rất thích hợp cho những người bị táo bón. Thứ tư, táo. Có một câu nói, mỗi ngày ăn một quả táo, cả đời không phải gặp bác sĩ.
để ca ngợi về những lợi ích của táo. Quả thực, táo có rất nhiều công dụng và một trong số đó là nhuận tràng. Khả năng làm sạch ruột của táo có liên quan đến pectin có trong nó. Pectin là một chất xơ hòa tan trong nước, hoàn toàn tự nhiên với đặc tính ưa nước. Sau khi đi vào ruột, nó sẽ hút nước, không chỉ giúp đường ruột được bôi trơn mà còn làm tăng hàm lượng nước trong phân, làm mềm phân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thải ra ngoài. Đồng thời, pectin còn là thức ăn của men vi sinh đường ruột, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ sinh sản của men vi sinh và thúc đẩy nhu động ruột. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý, pectin chưa đun nóng có tác dụng làm mềm phân và chữa táo bón, còn pectin khi đã được luộc hoặc hấp có tác dụng trị tiêu chảy. Tóm lại, nếu ăn táo tươi trực tiếp sẽ giúp nhuận tràng, còn ăn táo hấp có thể làm giảm tiêu chảy. Thưa quý vị, những thông tin trên cũng đã khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.